Hôm nay 14 tháng 4, ngành y tế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế 3 tháng đầu năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Theo đánh giá của Sở Y tế Lâm Đồng, trong quý 1 năm 2015, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh và vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc xảy ra. Các chỉ tiêu và tiến độ thực hiện các dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người bệnh. Các cơ sở điều trị thực hiện tốt công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Riêng trong tháng 3 năm 2015, có 37 người mắc cúm AH1N1, 12 ca nghi mắc sởi, 156 ca bệnh tay chân miệng, 14 ca sốt xuất huyết. Các đơn vị y tế cũng đã tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho gần 6.000 trẻ, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai, thực hiện tốt chiến dịch, tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi. Tổ chức khám chữa bệnh cho trên 652.000 lượt bệnh nhân, đạt tỷ lệ trên 22%, và hỗ trợ trên 737 triệu đồng, hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là bệnh cúm AH1N1. AH5N1 vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Tình hình sốt rét biến động tại một số xã trên địa bàn huyện Đức Trọng và huyện Cát Tiên, nên ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục huy động sự phối hợp của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình tổ chức y tế địa phương, đổi mới cung ứng dịch vụ y tế và chất lượng chuyên môn, chuyển giao, đầu tư các kỹ thuật mới, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.